Thì Phật dạy mình nó có 5 điều mình không thể biết trước. Thứ nhất là chừng nào mình bệnh, mình sẽ bệnh gì, khi nào mình chết, chết vì bệnh gì và chết ở đâu, đúng không? Người xưa người Hoa thì có câu là sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Một đứa nhỏ nó ở trong bụng mẹ, mình có thể nói nó chừng nào sanh, tại vì thường thường là 9 tháng 10 ngày. Người nào mà dữ dằn lắm thì mười mấy ngày. Chứ không có ai mà như Na Tra mà ở trong bụng cả mấy năm. Những cái chuyện trường hợp như vậy là phong thần. Chuyện gì mà rất khó trên đời này là toàn là chuyện phong thần hết á. Cho nên hệ ai mà làm việc gì mà không bao giờ có, hay là nói những điều gì mà không bao giờ có, nói anh nói chuyện phong thần quá. Nghĩa là chuyện đó không bao giờ có được. Thường thường là 9 tháng 10 ngày thôi. Sanh thì có thể biết ngày, nhưng mà tử thì không bao giờ biết được. Cho nên có nhiều khi mình mới thấy người đó, mà chia tay về tới nhà thì mình nhận được cái tin là người đó đi rồi. Cho nên trong cuộc sống của mình á, mình có thể đặt ra cho mình một câu hỏi. Không biết có bao giờ mình ngồi lại mình đặt cho mình một câu hỏi không? Sống để làm gì? Sống để làm gì? Và sống để... Trước hết là mình định nghĩa sống là gì? Và sống để làm chi? Quý vị chịu khó nghe nha. Tại vì cái cổ Pháp Hòa nó đang viêm á. Cả tuần lễ này là Pháp Hòa ráng tụng kinh và ráng nói không, chứ nói là nó rất là đau. Thì sống là gì, sống để làm chi, thì mỗi mỗi một người có thể định nghĩa sống là ăn, là nói, là đi chơi, là hưởng thụ, vân vân. Thật ra thì không ai có thể cho mình một câu trả lời chính xác, tại vì chính mình sẽ cho mình câu trả lời đó. Tại sao? Tại vì mỗi người tùy theo cái sở thích của mình mà mình trả lời câu hỏi đó. Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa ham tu. Quý vị hỏi Hòa sống để làm gì thì Hòa nói tôi sống để tu. Nhưng mà đâu có nghĩa trên đời này ai cũng sống để tu, phải không? Người thích ăn thì nói sống để ăn. Người thích đi chơi nói sống để đi chơi. Người thích hưởng thụ nói sống để hưởng thụ. Nhưng mà bởi vì chính mình cho mình một câu hỏi là mình câu trả lời là sống để mình đi chơi, sống để mình hưởng thụ, tùy theo cái sở thích, mà nói theo nhà Phật là tùy theo cái tập nghiệp, tức là hàng ngày mình thích cái gì, mình hay suy nghĩ cái gì, mình hay làm cái gì, nó đã trở thành một cái thói quen của mình. Ví dụ như người nào mà nghiện cờ bạc, hễ rảnh một cái là họ chạy vô sòng bài. Nhà Phật gọi trường hợp đó là nghiệp. Nghiệp không là gì hết á, nghiệp chỉ là những gì mà chúng ta làm thành thói quen thôi. Chứ nhiều khi nghe chữ nghiệp cái sợ nha, không. Thí dụ bây giờ mình là một giáo sư, hỏi tới mình toán là mình trả lời ào ào, nói ro ro, thì cái đó cũng là nghiệp. Mà cái người đó cùng một cái nghề thầy giáo với mình thì gọi là đồng nghiệp. Nghề nghiệp có nghĩa là mình làm việc đó quen rồi, thành một cái thói quen, nhà Phật gọi là nghiệp. Cho nên chữ nghiệp nó không có bản nguyên thủy, nó không có xấu gì hết. Nghiệp là những gì chúng ta thường làm. Hễ mà chúng ta thường suy nghĩ bậy thì cái chuyện gì nó xảy đến mình cũng nghĩ bậy được hết, thành cái nghiệp. Thí dụ có nhiều người có cái bệnh nghi ngờ, chuyện gì cũng nghi ngờ hết, chuyện lớn chuyện nhỏ gì họ cũng nghi, đã thành cái nghiệp nghi ngờ. Mà chính cái nghi ngờ nó làm mình khổ. Cuối cùng cả cuộc đời mình sống để làm gì? Sống để rồi nghi rồi khổ. Thành ra đây, thí dụ bây giờ mình sống để mình làm thiện thì đó cũng là một cái nghiệp của mình. Có nhiều người ta sống suốt cuộc đời này, ta hy sinh cho người thân, thì cuộc đời này nếu mà họ có chết đi nữa không có gì hối hận. Cách đây mấy phút Pháp Hòa có nói chuyện với một anh bạn Phật tử, nhưng mà thường tâm sự thì coi nhau như bạn vậy. Thì anh làm biết bao nhiêu năm để mà dành dụm, cuối cùng giúp đỡ gia đình hết sạch sự nghiệp mà gia đình chẳng mang ơn, chẳng có nghĩ đến anh, rồi thế này thế nọ. Thì Pháp Hòa có nói với anh, hồi mình mới qua đây hai bàn tay trắng, rồi mình cực nhọc mình làm mọi việc để có một chút xíu, rồi bây giờ mình đem hết tấm lòng mình trang trải cho người thân. Bây giờ người thân không có nghĩ đến mình, nhưng mà mình không có gì buồn hết, tại vì mình đã sống trọn vẹn
với cuộc sống của mình. Bởi vì sống thì mình phải làm một cái gì đó. Chứ còn cái nhiều người ta sống để chơi thì cũng được thôi, nhưng mà cuối cùng rồi cả đời ta chẳng được gì hết. Được thôi là có nghĩa là gì? Được cho phần họ mà không được phần người. Cho nên cuộc sống của mình đó, cái quan trọng là chúng ta biết nhận chân được. Thứ nhất là cuộc sống nó mong manh. Thường thường á, sống là gì? Sống là về sự sinh tồn. Vậy thôi. Sự sinh tồn, nhưng mà có nhiều người người ta tranh giành để người ta sinh tồn. Có nhiều người người ta phải chiếm hữu để người ta sinh tồn. Người ta giành giật để người ta sinh tồn. Nhưng mà con người mình á, nó khác là ngoài cái giành giật, cái tranh giành, chúng ta còn có chia sẻ. Cho quý vị thấy á, trong các loài động vật, con người là động vật tối cao. Tại vì giữa con thú thì nó không được như vậy. Cuộc sống thì hãy con lớn thì nó tìm, nó ăn con nhỏ nó tìm ăn con nhỏ hơn. Rồi khi chết, nó nằm đó rồi nó ăn tự nó. Con người thì khác. Ngoài cái chuyện là tranh giành địa vị, quyền lợi, đủ thứ, nhưng mà bên cạnh đó có sự chia sẻ. Cho nên nó làm cho con người có cái hy vọng, có cái niềm tin vào sự sống để người ta tiếp tục, người ta đi lên. Rồi bên cạnh nữa là gì? Chúng ta khác với con vật là chúng ta chết thì chúng ta biết làm gì đó để an táng nhau. Khác với con vật nó chết nó nằm đó rồi con khác tới ăn, hoặc là nằm đến khi nào khô xác rồi thôi. Con người mình khác, chết thì phải tìm cách làm sao thanh toán cái thi thể đó. Mình đem đi thiêu gọi là hỏa táng, đem đi chôn gọi là an táng hay là thổ táng, đem bỏ xuống nước gọi là thủy táng, đem để trong rừng cho chim ăn. Bởi vì có những cái vùng không có đất chôn, toàn là núi đá, thì người ta đem lên rừng người ta để đó cho chim ăn, cho tự cái xác nó rã ra thì gọi là phong tán hay là điểu tán. Thì năm cách tán, làm cách nào đó để mình thanh toán, mình giải quyết cái một cái thân thể của con người khi đã mất. Cho nên cái điều mà chúng ta cần nói là gì? Thường thường chúng ta sống là sống trong quên lãng. Ví dụ như mình hay nhớ quá khứ nè, mình hay lo tương lai nè, hiện tại quên mất. Thí dụ như hiện tại mình đang khỏe, hay là mình đang cuộc sống mình hiện tại là bây giờ cần phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Qua đây rồi cứ ngồi nhớ, trời ơi hồi ở bển tôi giàu lắm, tôi thế này thứ kia. Cái chuyện đó hồi ở bển. Còn bây giờ là hồi bên này nó khác. Trước mắt mình là mình phải đối diện với cái thực tại là mình không còn những tài sản đó nữa. Hay là thậm chí trời ơi hồi tôi ở bển á, tôi bước ra đường thôi là tôi kêu xe cái là có, tôi muốn ăn cái gì cũng có, còn qua đây chấm chấm chấm. Cái hiện tại là còn qua đây như thế nào? Mình lọt vô Regina, mình lọt qua thành phố nào đó, chỗ nào mà đông người Việt thì còn đỡ chút, ít người Việt thì mình phải đối diện với cái thực tại. Mình không thể nào lấy cái quá khứ đem so với cái hiện tại, rồi cái mình cứ sống với quá khứ mà quên hiện tại, thì cái này là sống trong quên lãng. Cho nên á, trong cuộc đời này mình nhìn ai cũng sống đó. Nhưng mà tại sao cũng bữa ăn mà có người ta ăn vui vẻ, có người ăn không hạnh phúc. Cũng đồng thời là một bữa ăn mà cái người ăn biết tận hưởng, biết sống với cái hiện tại, thì không đem cái bữa ăn này so với ngày hôm qua. Ngày hôm qua rất ngon, sao bữa nay dở ẹt. Đừng có nói chi là mình nấu nha. Thậm chí đi ăn nhà hàng, tuần rồi đi ăn chỗ đó thấy ngon ghê lắm, rủ bạn tới ăn, giới thiệu cho dữ, tới hồi ngồi xuống nấu ra ăn trước quốc. Là bắt đầu ngồi cằn nhằn cái tiệm đó, đứng dậy cũng phải trả tiền thôi. Nhưng mà trả tiền bực bội lắm. Thì quý vị thấy mình đi ăn, người ta nấu bán cho mình, đôi khi cái thức ăn đó còn không đồng điệu. Nhưng mà có người thì trong bữa ăn cũng vậy, có nhiều người ăn rất hạnh phúc. Vậy thì cái sống thì ai cũng sống, nhưng mà người biết sống thì hạnh phúc, an vui. Người không biết sống, nghĩa là sống với quá khứ, sống với tương lai, thì luôn luôn làm cho mình buồn khổ. Tương lai thì chưa tới, ai biết tương lai mình là gì. Thật sự ra nhiều khi bây giờ mình ngồi, mình làm chủ một căn tiệm, cái mình ngồi mình giật mình, trời ơi tôi không ngờ. Giống như vừa rồi Pháp Hòa đọc một cái bản tin, trong cái trận bão vừa rồi có một ông tỷ phú Việt Nam tặng cho Houston, tặng cho cái bão vừa rồi là 5 triệu Mỹ Kim. Thì quý vị Pháp Hòa đọc xong rồi nói trời đất ơi,
Có ai ngờ một người Việt của mình ngày nay trở thành một tỷ phú ở đất nước Hoa Kỳ, một trong mấy trăm người giàu có nhất nhì ở nước Mỹ. Thì mình thấy, mình ngồi mình tưởng tượng, ông này ngày xưa cũng đi vượt biên nè, không, rồi cũng khổ sở bên trại tị nạn nè, rồi cũng qua đây rồi đi làm lụng vất vả nè, nhưng mà rồi ngày nay trở thành một tỷ phú. Thấy cuộc đời mà, thấy mình đâu có biết được trên tương lai, mà bây giờ mình cứ ngồi mình suy đó. Cho nên hiện tại mình là cái gì, mình cứ nhận mình là như vậy. Có nhiều khi mình lầm á, mình lầm mình tưởng. Cho nên á, quý vị biết á, có nhiều khi ở bên Việt Nam mình học rất là giỏi, qua đây mình học lại, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ giỏi bằng. Tại vì tiếng Anh, vì đời sống. Cho nên đừng có buồn, đừng có khổ. Cái quan trọng là bây giờ đặt trường hợp, ví dụ mình trở thành một ông bác sĩ hay một kỹ sư hay một luật sư gì, rồi cuối cùng đi làm để làm gì? Để kiếm tiền sống thôi. Thì bây giờ mình đi làm cu li, mình cũng làm kiếm tiền sống thôi. Cái quan trọng là người giàu ta cũng hai chén cơm, ta no bụng, ta đi ngủ. Mình ăn cơm nước tương dầm ớt cũng hai chén cơm đi ngủ. Chứ có ông nhà giàu ăn ngon ông có ăn hơn đâu. Ông nhà nghèo ông ăn cơm cũng hai chén có ăn hơn đâu. Ông nhà giàu ở cái biệt thự 5.000 square feet cái nhà ông cũng có lăn hết cái nhà ông ngủ đâu. Tối ông ngủ cũng nhiều đó thôi. Mà thậm chí mà trời mà lạnh ông có ro vô có một khúc nữa. Thật ra cái vấn đề không phải là giàu nghèo. Cái vấn đề là chúng ta biết sống. Chứ biết sống nó quan trọng lắm. Chứ còn cái chuyện mà người không biết sống, ở đâu họ cũng sống không được. Cái người mà biết sống, ngồi đâu, ở đâu, ăn gì họ cũng hạnh phúc, an vui. Vì họ thấy được cái mục đích của sự sống. Họ biết được cái mục đích của cái ăn. Ai cũng nói hết trơn, ăn để sống mà, cầu kỳ chí. Vậy mà thiếu một chút chịu nói. Ăn cơm thiếu miếng ớt cũng cằn nhằn. Ăn phở thiếu cọng rau cũng ngồi không chịu. Ai cũng nói được là ăn để sống, nhưng mà đa số mình không có sống đơn giản được như vậy. Cho nên cái quan trọng là mình phải thấy rất là rõ. Như hồi sáng, như mấy ngày nay Pháp Hòa hay nhắc, có nhiều người cứ nói tôi không cần đi chùa ăn chay niệm Phật tu hành gì, tu tâm. Nhưng mà một khi cái việc nó đến mà tâm mình bị lôi mà không dừng lại được, thế thì mình chưa biết tu tâm. Người tu tâm là phải biết tâm mình đang khởi cái gì. Thí dụ như là mình đang giận, biết mình đang giận không? Mình đang giận rồi giận, mình bị cơn giận nó lôi mình đi, thì không hề biết tu tâm. Cho nên tu tâm đâu phải dễ mà. Mục đích của Đạo Phật dạy cái gì? Dạy tu tâm. Cho nên mình cứ nói mình tu tâm, nó tu không phải Đạo Phật, tu tu tâm, tu ăn hiền ở lành. Tháng chưa có ngày nào ăn hiền hết, sao cứ ăn hiền. Rồi người ta đụng tới mình thì thậm chí người ta mắng mình, hay là người ta làm gì sai, mình xăng tay áo, mình la, mình rầy, mình mắng, mình chửi. Người kia mới nói sao mà chị hay anh đối xử với người như vậy, tôi tức quá mà. Cái người đó như vậy mà mình không như vậy mới là tu tâm. Còn mình y chang như nó thì giống thịt chứ gì đâu. Cho nên tu tâm là mình rõ cái tâm mình nó đang sinh khởi cái gì, buồn vui giận ghét biết rất rõ. Mà biết rõ được cái sinh khởi của tâm để mình chỉnh nó, mình điều phục nó, thế mới gọi là tu tâm. Còn cái tánh, ai cũng có tánh tốt đó, ráng dưỡng cái đó. Cho nên nhà vợ, ông bà Việt Nam mình hay kêu tu tâm dưỡng tánh. Cái tâm mình hay đụng gì là nó khởi, đụng gì là nó khởi. Cho nên cái tâm đó phải tu dữ lắm, phải chỉnh dữ lắm. Bữa nào mình thương người đó thôi nha, trời ơi, anh em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Đó là mình thương. Tại mình thương rồi mà ăn cũng dễ thương. Cười cũng dễ thương, nói cũng dễ thương. Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Nhưng mà tới hồi mình không ưa rồi sao? Tôi nghe bà riết tôi mệt quá. Tôi thấy cái tướng ông là tôi phát ghét rồi. Cho nên là khi mình không thích rồi thì cái tâm mình nó đối diện, nó phát khởi. Cho nên định nghĩa chữ tâm rất đơn giản. Rất nhiều cách, nhưng mà có một cách định nghĩa. Tâm là gì? Là sự nhận biết những gì đang hiện khởi. Thế là tâm. Cho nên mình ví dụ bây giờ mình uống nước, biết lạc, đây là nước lạc. Không có so sánh.
trời ơi nước gì lạc nhắc, ủa nước lạnh mà không lạc chứ nó làm sao đấy. Mà đa số là mình cứ như vậy. Chè gì mà lạc nhắc, mà hễ mà ngọt quá thì chè mà ngọt ngay, ngọt như đường. Có thậm chí mình còn nói ngọt như chè, mà chẳng ai biết chè nó làm sao. Có nhiều khi chè nó lạc cũng có, chè nó ngọt cũng có. Chứ mình đem cái như đó mình so sánh cũng không được. Thì có một cái chú đó, chú tu một thời gian rồi chú nghĩ là chú đủ khả năng để chú đi xuống núi, chú độ đời rồi. Thì một hôm chú vô, chú xin phép thầy của chú cho chú xuống núi. Ông thầy mới nói rồi chiều nay con đến thăm thầy, thầy nói chuyện. Chú lo chú đi vô đây, cái thầy mới nói ủa hồi nãy con vô đây mà đôi dép con để bên trái hay bên phải? Ông quên. Tại vì ông nghĩ sao? Ông nghĩ vô trong này để ông thầy ấn chứng cho xuống núi. Ông quên là ông để đôi dép bên phải bên trái. Cái ông thầy nói thôi con lui ra đi, bữa khác con tới. Kỳ này cái trời ông đi không để ý lắm. Kỳ này vô phải để đôi dép bên phải hay bên trái đàng hoàng nha. Cây thì ông vô mà gặp đôi giày đó trời mưa, ông xếp cây dù là ông dựng. Vô cái kỳ này ông thầy không có hỏi là dép nữa, ông thầy hỏi nãy con để cây dù bên phải đôi dép hay bên trái đôi dép. Rồi ông chơi với. Thấy không? Rồi, ông thầy nói thôi con lui ra đi, thời gian sau phải trở vô. Trở vô xong rồi cái chu kỳ này để giày lo đôi dép, lo đôi dù. Ông thầy nói trời nắng quá, con lại con hạ màn xuống đi. Ông làm cái rột, đóng cửa cái rầm. Ông thầy nói con chưa được. Nghĩa là sao? Nhiều khi á, mình cứ nghĩ những cái chuyện rất là lớn, như là độ đời, giúp người, làm những anh hùng, nhưng mà những cái việc rất nhỏ, những cái việc rất vi tế, mình quên. Trong cuộc sống của mình đôi khi như vậy. Mình ra ngoài á, trời ơi, mình anh hùng, mình giúp đỡ nhiều người dữ lắm. Nhưng mà trong nhà mình cũng giúp ai chứ. Nhiều khi ăn cơm xong cái chén không dọn nó làm gì. Thở độ đâu không độ mà thấy người nhà mình chưa làm được. Cái việc nhỏ nhất trước mặt mình nè, cái người mà nấu ăn cho mình rồi nè, mình đứng dậy mình có biết dọn phụ rửa cái chén không? Hay là tối ngày mình chỉ nhắc cái phone lên, chỉ có cần gì tôi giúp không? Anh có cần gì tôi giúp không? Mình đi lo rất là nhiều chuyện bên ngoài, nhưng mà thật sự trong nhà này mình quên mất. Đó là mình nói chuyện nhỏ đối với những người xung quanh mình. Còn đối với bản thân mình, đôi khi mình đóng một cái hình ảnh rất là bự, rất là to, rất là đẹp. Nhưng mà nội tâm của mình, thấy không? Mình lúc chút những cái tham, những cái hờn, những cái giận, những cái sân, nó lúc chút ở trong này mình chưa chỉnh được. Mà chưa chỉnh được thì tức là mình sống mình bị nó lôi. Mình sống mình bị nó lôi. Có một cái chú Sa Di á, chú Sa Di tức là một chú tiểu mới chua. Chú thỉnh một tiếng chuông lên, nghe rất là hay. Thì người thầy mới, một cái vị thầy mới nghe được tiếng chuông đó, mới gọi chú xuống hỏi. Hỏi hồi nãy con dụng cái tâm gì con thỉnh chuông, trong khi mà con thỉnh chuông con suy nghĩ cái gì? Thì người này mới nói dạ con đâu có suy nghĩ gì đâu, con chỉ thỉnh chuông thôi. Thỉnh chuông là biết thỉnh chuông thôi. Thì ông thầy nói không, ta nghe trong cái tiếng chuông của con, nó tròn, nó ngân, nó hay lắm. Thì chú Sa Di mới nhớ trực là ồ dạ, lúc con đi vào chùa con tu, thầy của con dạy khi con đến, trước khi con thỉnh chuông thì con hãy kính trọng cái chuông như kính trọng một đức Phật. Cho nên khi con cầm cái dùi lên, con chuẩn bị thỉnh tiếng chuông, thì con kính cái chuông này như đức Phật. Cho nên con cung kính, con thỉnh vào tiếng chuông. Vì vậy mà có lẽ vậy mà tiếng chuông nó hay. Thì ông thầy mới nói đúng rồi. Khi mình làm một cái việc gì mà tâm của mình để trọn vẹn vào trong đó, thì tự nhiên việc đó nó thành và nó rất là hay. Và không phải chỉ việc thỉnh chuông, tất cả những sự việc gì chúng ta làm trong cuộc sống này, và chúng ta hãy coi nó như một đức Phật, coi nó như một vị Bồ Tát, coi nó như một vị mà thánh mà chúng ta kính thờ, thì chúng ta đều làm trọn hết. Pháp Hòa ví dụ, mình lấy cái gối mình xếp, mình xếp cho ngay ngắn, vì mình nghĩ rằng chiếc gối này cũng như một Bồ Tát vậy đó. Trong nhà Phật cái chữ Bồ Tát là gì? Là những ai có khả năng làm những gì lợi ích cho người, chúng ta đều gọi Bồ Tát hết. Thậm chí một cái vật, ví dụ như cái gối nè, quý vị ngồi không có cái gối, ngồi nó khó chịu,
có cái gối ngồi yên quá, thì cái gối đó là Bồ Tát. Bây giờ mình khát nước quá, thì có ai đó cho mình một ly nước, thì người cho mình ly nước là Bồ Tát. Và cái nước giúp cho mình hết hết khát cũng là Bồ Tát. Vậy thì trong cuộc sống này á, nếu mà chúng ta biết có cái cặp mắt chúng ta nhìn, thì chúng ta sẽ thấy rằng hình như xung quanh mình Bồ Tát nhiều lắm. Và khi mình thấy mọi người Bồ Tát nhiều thì mình ít thấy sao? Ít thấy ma, ít thấy quỷ. Chứ còn thôi mình nói, anh là quỷ. Xung quanh nhiều khi mình mắng xung quanh, thằng đó quỷ, anh kia yêu tinh. Nhưng mà mình không thấy rằng trong cuộc sống của mình, quý vị thấy không? Bây giờ trong tang quyến của gia đình bác Quang, chỉ cần quý vị nhìn lại, quý vị thấy rằng trong 3 ngày qua, cái tang lễ của ba đi đến một cách rất là trọn vẹn. Tại vì mỗi người một bàn tay, người đến giúp cho mình lo bàn thờ, người đến giúp cho mình lo bàn Phật, xong rồi lo cơm, lo nước, lo mọi việc hết. Mà không có ai nghĩ là ô, tôi làm này để mà người kia phải nhớ ơn gì hết. Không. Cái gì mình thấy trước mắt, mình khả năng mình làm được, người ta đang cần cứ làm. Và mình làm bằng cái tâm như vậy đó là tâm của Bồ Tát. Và việc làm mình làm trọn vẹn như vậy đó là việc làm của Bồ Tát. Và cái người kia tiếp nhận mọi cái tình thương của người đó trọn vẹn như vậy đó là mình tiếp nhận bằng trái tim của Bồ Tát. Cho nên mình cũng phải có một tấm lòng rộng để mình biết nhận, mình biết đón, biết nhận những cái hay của người khác, người ta đến với mình. Có nhiều khi mình không ưa người đó, nhưng mà người đó vừa có làm tốt gì với mình đi nữa, mình cũng thấy người đó xấu đó. Đừng có giả bộ, đóng kịch trước mặt tôi thế này thế nọ. Thế nên tự mình làm cho cuộc sống của mình trở nên khổ đau, bế tắc. Mà lẽ ra cuộc sống của mình rất là thênh thang. Tại vì sao? Tại vì cuộc sống này rất là ngắn. Nó rất là ngắn mà mình không biết là mình tắt thở hay là người kia. Cho nên có một lần mà thưa, có nhiều lúc Hoàng ngồi thiền, tự nhiên trong đầu nó phóng ra một câu gì đó. Cái chết với ngày mai, không biết cái nào tới trước. Bây giờ mình đặt là cái chết với ngày mai, nhiều khi mình nói mai gặp nha, chắc gì mình có ngày mai. Thật sự giữa cái ngày mai và cái chết, không biết cái nào mình tới trước nữa. Và khi mình quán như vậy đó, không có nghĩa là làm cho mình bi lụy, không có nghĩa là làm cho mình buồn thảm về cuộc đời, nhưng mà để cho chúng ta biết mở lòng và chúng ta biết đón nhận. Dù người đó họ có đến với mình, có thể trong quá khứ họ đã từng làm cái điều gì xấu đối với mình, nhưng mà biết đâu họ đã ăn năn. Họ đã ăn năn, nếu mình thấy ăn năn nhỏ quá, họ ăn sắn cũng được. Củ năng mình thấy nhỏ quá, ăn củ sắn cũng được. Ăn củ sen cũng được. Nhưng mà con người á, đôi khi á, người ta ăn năn, người ta hối hận, nhưng mà người ta còn mắc cỡ, người ta chưa dám nói lời xin lỗi với mình. Nhưng mà nếu mình mở lòng và với cặp mắt của Bồ Tát, mình sẽ thấy rằng người ta đang xin lỗi mình bằng một cách là người ta làm cái gì đó lại đối với mình. Có nhiều khi ông chồng có lỗi với vợ, ổng muốn nói xin lỗi mà ổng nói không được, thì ổng sẽ đến với vợ bằng cách khác, phụ vợ rửa chén, làm gì đó cho vợ vui. Nhiều khi hành động đó thay cho một lời xin lỗi. Và đôi khi nếu mà cái người đó họ đang, thí dụ như họ đang như vậy đi, tại sao mình, có phải là mình muốn họ cải thiện không? Muốn, thì tại sao mình không mở lòng mình tiếp nhận cái đó như là một sự phục thiện của họ? Mình luôn luôn mình cứ mong người ta phải cải thiện, phải làm tốt, mà hễ người ta làm tốt cái mình không chịu, cái mình nói giả bộ, mình nói thế này thế kia. Thành thử ra chính cái đôi khi cuộc sống rất là đơn giản, chỉ cần mình cứ mở lòng, mình nhận cái gì nó như là trước mặt mình. Ví dụ giờ ông giả bộ ông tốt ngày đi cũng được, nhiều khi không tốt ngày nào làm sao. Đối với Pháp Hòa, nhiều khi cái người đó đi chùa về nửa ngày rồi ở chùa hiền khô à, làm công quả dữ dội lắm, tới hồi về nhà la ố sùm. Ổng mới nói sao nửa ngày hôm nay bà ở chùa bà hiền quá, nửa ngày sau bà dữ vậy. Nhưng mà ổng nói xong nói ờ thôi cũng được, bà giữ nửa ngày còn hơn trước kia bà giữ nguyên ngày. Thật ra trong cuộc sống á, cái mà làm cho Hòa dễ chịu nhất
là Pháp Hòa mở lòng và đón nhận những gì bất cứ, dù một giây một phút. Nhiều khi quý vị biết không, những đứa nhỏ đó, hồi nhỏ nó đi chùa vậy đó, mà tới lớn có thể nó thay đổi. Tại vì lớn rồi nó có niềm vui của nó có bạn bè của nó. Nó không còn thấy những cái điều vui gì ấy, khi nó đi chùa, nó đi nhà thờ. Thật ra khi nào mà nó lớn rồi, lâu lâu nó còn tấp vô chùa đó, tấp vô nhà thờ phải mừng. Sao? Bữa nay làm gì tới đây? Thất tình hả? Là mình phán cho người ta một câu rồi đó thiều. Quý vị thấy không? Thật ra nó nhiều khi nó có chuyện gì nó cũng nghĩ, à hồi nhỏ mình cũng đi chùa thôi, giờ lớn lên mình lâu lâu mình tấp về chùa. Nó mới vừa tấp vô cái mình đẩy nó một cái một nó dè luôn. Trong cuộc sống á, chữ sống là gì? Sống là sự sinh hoạt, không? Sống là sự sinh tồn. Mà muốn sinh tồn thì cái niềm vui á, nó làm cho mình có cái ý chí, có cái phấn khởi để mình sống. Có nhiều người sống mà không có niềm tin nè, sống mà không có một hy vọng nè, sống mà không có thấy một, không một đón nhận một tình thương của ai, thì tự nhiên người đó cũng sống nhưng mà người ta cảm thấy cuộc sống này nó lạc lẽo, nó vô vị. Nhưng mà nếu trường hợp ngược lại, mình làm một việc gì đó cho người ta có một niềm tin, một sức sống, thì mình là Bồ Tát. Và ngược lại, mình nếu cuộc sống của mình á, mình không còn tin được ai, thôi giờ không dám nghĩ rằng mình tin người ta mãi mãi, thì giờ tin người ta được buổi ngày để làm cho mình có một phấn khởi, mình sống một ngày cho nó hạnh phúc. Cho nên á, người xưa người ta có làm một cái bài thơ 8 câu rất là hay, mà Pháp Hòa thỉnh thoảng qua đọc cho quý vị nghe đó. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Hờn á, không có nói ra, giận thì nó biểu lộ, còn hờn là nó ngầm ngầm. Cho nên trong kinh hay ví dụ á, giận á là lửa phực, hờn là lửa than, lửa tro, phải không? À, cho nên á, là mình mà cứ hờn người đó, mình không nói ra cái giận của mình, cái người mà giận là đùng đùng nói vậy, cái đó là kêu sân đó, tiếng Hán gọi là sân. À, còn cái người mà im im trong lòng gọi là hận. Mà nhiều khi á, mình để trong lòng lâu ngày á, nó thành cái hận. Mà cái hận lâu ngày rồi á, thì mình có cái ý nguyện sao? Muốn trả thù để rửa hận. À, thường cho nên á, cái hận là khi mình thương người đó nhiều chừng nào, mình hận nhiều chừng đấy. Hôm trước Pháp Hòa có đọc một cái bài, họ viết cũng hay lắm. Họ nói trong cuộc đời này có nhiều chữ nó rất là tương đồng. Thí dụ như chữ yêu 3 chữ à. ba chữ cái là yêu. Thì đối với chữ yêu là gì? Thù, nó cũng 3 chữ. Thật ra tùy mình chọn. Không? Tùy mình chọn. Hãy mình chọn 3 cái chữ cái bên này hay là 3 chữ cái bên kia thì cái tâm tư mình nó khác. Cho nên một vị ni sư ở Đài Loan, ni sư nói một câu. Ở đời có 2 điều. Được với mất. Mà nếu mà người nào mà buông bỏ được thì 2 cái trạng thái nó khác nhau. Một là mình được, 2 là mình mất. Nhưng mà rủi cuộc đời này á, mình được hay mất đều là 2 cái người mà người ta buông bỏ được 2 cái tâm gọi là được mất á, thì 2 cái cách sống nó khác. Con người luôn luôn á, sợ mất, luôn luôn muốn được. Mà hãy được thì vui, mất thì buồn. Cho nên cả cuộc đời của mình cứ sống bằng cái tâm niệm được mất, vui buồn. Nhưng mà nếu mình sống làm sao á, được cũng được mà mất cũng không sao, tại vì mình biết rõ rồi. Quý vị thấy á, mình trong cuộc sống này mấy mươi năm qua mình được nhiều không? Được nhiều thứ lắm. Rồi trong bên cạnh cái được mình có mất không? Mất cũng nhiều lắm. À, mình đi tìm bạn cũng có, mà mình gây thù cũng có. À, rồi mình được cái này cũng có, mình mất. Thí dụ giờ mình chơi đánh bài, mình thắng người ta. Thắng người ta mình thắng tiền, nhưng mà ngược lại mình được cái gì? Được người ta ghét, được người ta không ưa. Cho nên trong kinh Phật nói không? Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Mình hơn người khác, chẳng qua là mình hơn được vậy thôi. Nhưng mà bên cái thầm lặng của cái được đó,
mình thêm một người trách mình, oán mình. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Mình phải làm sao hơn thua hai điều xả ấy được an ổn ngủ. Cho nên cái mà hạnh phúc nhất của con người chúng ta là gì? Khi chúng ta sống trong cuộc đời này, cái gì chúng ta được thì cứ nhận. Nhưng mà nhớ trong cái được này, nó không có được vĩnh viễn đâu nha. Nó từ từ nó giảm. Thí dụ như giờ mình được lớn khôn nên người, thành tựu. Nhưng mà trong cái thành tựu này gì? Mình cũng sẽ già nua từ 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 rồi mất mát. Cho nên việc gì mình làm được cứ làm, nhưng mà đừng dính gì hết đó. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Mình thương tất cả, mình giúp tất cả, nhưng mà không có gì để mình phải dính hết. Hồi trưa bữa Phá lên xe và có nói với mấy chú, có một lần ở chùa mình đề nghị là có dịp nào đó mình sẽ tu sửa cái chùa lại. Mà Pháp Hòa rất là tán đồng cái chuyện đó. Vì Pháp Hòa suy nghĩ là quý chú, quý cô hiện tại còn đang khỏe mạnh, làm được gì cho chùa cứ làm. Thế hệ sau không chắc làm được đâu. Cho nên hiện tại á, năng lực của quý cô chú còn, mình nên làm một lần. Cái chùa mình nó mình có khả năng mình chỉnh đốn lại, làm cho nó khang trang lại, rộng rãi, khang trang, mát mẻ để cho đời sau người ta hưởng. Nhiều khi mình không thấy lợi ích hiện tại, nhưng mà khi mình làm xong rồi thì mình mới thấy được cái lợi ích của nó. Cho nên nên làm cái chuyện đó. Chứ để mai mốt rồi già đọc tiếng Anh không kỹ, số này ra số kia trả không được. Còn bây giờ còn đang khỏe mạnh, còn đang có năng lực làm việc nên làm. Cho nhiều khi quý vị thấy đời hiện tại bây giờ mình có những cái thánh tích, những cái thắng cảnh mình đi là tại sao? Nếu người trước ai cũng nghĩ giống mình vậy đó, làm chi cho nhiều rồi ai hưởng, ai lo, phải không? Rồi thì chẳng ai làm gì hết. Nhưng mà nhờ các vị nói mình sống mình làm được gì mình cứ làm, phải không? Đừng có lo chuyện đó. Quý vị thấy những ngôi chùa không, hàng ngàn năm, hàng ngàn năm nay bây giờ vẫn có người giữ gìn nó, tu sửa nó, phát triển nó. Nếu mà cả ngàn năm trước các tổ cũng nghĩ giống mình vậy đó, làm cho dữ rồi chết bỏ đó ai lo, thì không có gì làm được hết. Cho nên khi mình sống không giận, không hờn, không trách, ba cái đó làm mình khổ rồi. Cái người giận thì lúc nào cái diện mạo nó cũng hiện lên sắc tướng của người giận. Rồi người hờn thì trong lòng nó cứ buồn buồn, mang mát, không nói ra. Cho nên hờn, giận là hai cái khổ lắm. Giận thì nó phực lửa bên ngoài, hờn thì nó ấm ức ở bên trong. Rồi chính cái hờn, cái giận đó cho nên nó nguyên cục oán trách, hay là trách móc. Sống không giận, không hờn, không oán trách là một hạnh phúc. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Mình ngồi đây, người nào mà chưa từng trải qua những cái không có những cái thử thách trong gai. Hồi mình mới qua đây nội cái học tiếng Anh là cũng đã khổ rồi. Rồi đi làm bị người ta ăn hiếp nè, bị kỳ thị nè, vân vân, đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc tất cả những cái đó mình vượt qua hết. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Tại sao? Tại vì trong cuộc đời này, buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Cái buồn gì rồi nó cũng qua, phải không? Chỉ có buồn ngủ nó không tha mình ngày nào. Cho nên nhiều khi á, mình phải có những câu: so với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Cuộc đời này nếu mà gom hết lại, gom hết, Phật nói trong kinh đó, nếu mà gom hết nước mắt của chúng sanh trong cái thế giới này nhiều hơn nước của bốn biển. Nếu mà gom hết nước mắt của chúng sanh ở cái vũ trụ này lại nhiều hơn nước mắt của nhiều hơn nước bốn biển. Cuộc đời mình, hồi mình mới lớn, lúc mình mới nhỏ nhỏ đó, mình cũng khóc, khóc dữ dội lắm. Khóc những lúc mình không được đồ chơi, khóc những lúc cha mẹ không cho mình cái này, không cho mình cái kia, hàng khóc một trận, khóc quá trời, khóc từ lúc nhỏ. Là những cái lúc mình vòi vĩnh những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà ai không cho là khóc.
lớn lớn chút bắt đầu biết yêu cũng khóc. Nếu mà mình thương người đó quá, mình nhung nhớ người đó mình cũng khóc. Mà người đó mà không có đáp tình với mình cũng khóc. Người đó đi đâu không nói cho mình nghe, mình ghen không mình cũng khóc. Cho nên có người yêu rồi bộ vui sao, có người yêu cũng khóc đó. Rồi giờ mình cuối cùng người đó chịu cưới mình hay mình chịu gả cho người đó rồi mình tưởng yên sao, rồi mình cũng phải hồi hộp phập phồng làm đủ thứ để giữ hai chữ hạnh phúc. Trong cuộc sống nhiều khi chỉ có hai chữ hạnh phúc thôi cũng phải làm dữ lắm, tranh đấu dữ lắm. Thấy người đó nói chuyện hơi hờn hờn giỏi giỏi là mình phải tìm mọi cách để mà phục hồi lại. Cho nên rồi nếu mà ngồi mà kiểm, chúng ta có nhiều khi vui quá cũng khóc, buồn quá cũng khóc. Mình khóc nhiều hơn mình cười, mà không có ai mà buồn mà cười hết đó. Nhiều chỉ có cười là cười sao, cười chán chường cho cuộc sống này, cười mà nghĩa là rất là chua chát. Sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Vì chúng ta luôn hiểu rằng ngày hôm nay tuần rồi trời cũng còn mát còn ấm không, tự nhiên hôm qua giờ lạnh, lạnh như mùa thu mặc dù chưa tới thu. Nhưng mà bây giờ mình làm gì? Pháp Hòa hay ví dụ mình không thay đổi được thời tiết, nhưng mình thay đổi được cái gì? Mình có thể chỉnh đốn cái tâm mình làm sao thích ứng được với thời tiết. Mình không thể thay đổi thời tiết, nhưng tự mình có thể làm gì để mình hội nhập chan hòa được với thời tiết. Trời lạnh mặc thêm áo, trời nóng cầm quạt. Nhưng mình không thể thay đổi nắng hay là mưa hay là bất cứ, nhưng mình có đủ dụng cụ. Con người mình có đủ dụng cụ để đi mưa, đi nắng, đi tuyết, đủ thứ. Thậm chí bây giờ trời nắng có lotion sức lên chống nắng. Mà những chai lotion nó còn để nghe, nắng mà 50 độ plus hay là 40 độ plus nữa. Và đủ các loại kem để mà sức nắng chứ không phải là một loại. Cho nên sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Quý vị thấy không, trong cuộc sống của mình, Pháp Hòa đi đâu mà Pháp Hòa thấy một ngôi chùa nào Phật tử sống vui vẻ với nhau, sống chan hòa với nhau, sống giúp đỡ lân mẫn cho nhau, Pháp Hòa vui dữ lắm. Mặc dù chỗ đó không phải là địa phương của mình, không phải là trụ xứ của mình, nhưng mà mình thấy rằng cuộc sống này mình bỏ tất cả để mình đi qua một cái đất nước người ta mình nhận ở nơi này làm cái quê hương của mình. Rồi mình nhận những người Việt mình gọi nói, ô đây là đồng hương của tôi đó. Đồng bào, đồng hương, gặp nhau là kêu đồng đủ thứ, đồng chí, đồng hành, đồng tâm gì đó. Mà không và không ưa nhau nữa cái là đồng lạnh. Thành thử ra mình đã gọi nhau là đồng hương. Rồi mình gọi những người cùng một cái chí hướng tu hành với mình là đồng đạo. Thì tại sao mình lại ganh với cái người đồng đạo của mình? Nếu người đó có cái đời sống tu hành tốt, mình phải mừng chứ tại sao mình ganh. Cho nên nhiều khi mình thấy rất là buồn khi mình thấy cái người đó tại sao cũng cùng đi tu học với nhau mà thấy người bạn mình được cái này là không thích, rồi nói những cái lời mắc mỏ, tự nhiên mình thấy nó buồn. Chứ chính vì vậy rồi mình cũng sống chung một môi trường đó mà người kia an lạc, mình thì không. Cũng ăn cùng một cái bữa cơm đó mà người kia ăn hạnh phúc, mình là không, tại vì mình không biết cách sống. Chứ ai sống thì ai sống giống nhau hết á. Như hồi chiều này ăn cơm ăn giống nhau hết. Nhưng mà nếu mà người nào không thích thì sẽ ăn không ngon. Còn ai cũng thích hết là ăn rất là ngon. Cho nên cùng một cái không khí, cùng một môi trường, cùng tất cả, nhưng mà chúng ta không có cùng được. Cho nên mình đọc tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng nó trật. Cái câu đó là thống lý là gì? Tức là mình có cái tâm nguyện muốn đưa tất cả mọi người trở về cùng một con đường đó, để đi đến một cái chỗ gọi là gì? Chỗ thống nhất, chỗ cùng chung. Mà bây giờ nếu mà mình không hội nhập, mình đi vào bản thể đó thì không thể thống nhất được. Ví dụ như giờ á, mọi người trưa hôm nay ai cũng ăn cơm, cái tự nhiên và nói không, tôi không ăn cơm.
giờ tôi thích ăn cháo, tôi ăn cái gì đó cái tự nhiên mình chổi mình vậy. Thấy không? Thành thử cái này là nhất thống. Thay vì thống nhất mình muốn nhất thống. Thành thử mình không thể đi chữ tăng á, chữ tăng trong nhà Phật có nghĩa là hòa hợp, nghĩa là thanh tịnh. Cho nên một đoàn thể mà sống hòa hợp, nhà Phật gọi là tăng. Đoàn thể sống hòa hợp mà một cái đoàn thể đó có được hình tướng đoàn thể mà không có nội dung hòa hợp thì không thể gọi là tăng được. Cho nên mình phải sống chan hòa, người ngoài, người đời mình còn chan hòa được. Quý vị thấy mình đi vô trong trong máy bay á, người nào mà yếu chân nè, đi xe lăn nè, có em nhỏ nè, vô trước. Rồi lát nữa máy bay dừng á, những người đó ngồi lại, đi ra sau, tại vì lúc đó máy bay nó trống rồi, đi ra dễ dàng, thấy không? Thì hồi nãy á, mình nhường cho họ vô trước, khi xong rồi, mình họ nhường cho mình đi. Rồi ngược lại, trước nếu mà lỡ chuyến máy bay nó trễ, họ sẽ thông báo những ai mà có cái chuyến gọi là chuyển tiếp mà đang rất là cận giờ, xin hãy đứng dậy và đi. Những người khác không gấp, xin ngồi lại nhường chỗ cho các vị đó đi. Thật ra trong cuộc sống nếu mình có cái nhìn thôi là mình thấy ngay ở cái chuyện xếp hàng đi vào một cái chuyến bay thôi, mình cũng thấy được cái sự chan hòa của sự sống. Thế gian mà ta còn sống được thì huống chi mình là người đạo. Chữ đạo ở đây Pháp Hòa không nói riêng đạo Phật. Những người nào mà có cái con đường tâm linh để sống, không, mình tin vào Phật, mình tin vào Chúa, mình tin vào tất cả những các bậc thánh, rồi mình cũng bắt đầu nghiên cứu một chút gì đó con đường tu đạo, mà mình thiếu cái sự chan hòa đó thì mình chưa phải là cái người hiểu đạo và tu đạo. Cho nên á, có đạo thì ai cũng có, nhưng mà hiểu được đạo hay không là một chuyện nữa. Có nhiều người cũng đạo Phật vậy mà đâu hiểu đạo Phật là gì đâu, không hề hiểu đạo Phật là gì cả, mặc dù người ta là gốc Phật. Bây giờ muốn hiểu Phật thì phải học để nghiên cứu, mà nghiên cứu xong chưa đủ nữa, cái đó mới lý thuyết à, phải ứng dụng. Mình càng ứng dụng thì mình thấy ô, bây giờ mình mới thấy đạo đâu là đâu có gì xa xôi, đạo là bình thường vậy nè, thấy không? Đạo là cái chuyện mà mình ăn á, mình biết mời nhau nè, đi về biết chào nhau nè, tự nhiên nguyên bàn ai mình cũng chào chữ người, mình đi im lặng mình không chào. Người ta hỏi bộ chị giận cái anh đó, mắc gì tôi giận, mà hai mắt mình trợn lên vậy đó. Mà cái cách của mình là người ta biết rồi, bàn 10 người mà chào có 9 là chừng anh đó ra. Chị không nói rõ mà chị nói cho tôi biết. Thật ra nhiều khi trong cuộc sống của mình đó, đôi khi mình giấu, người ta hay kêu giấu cái đậu lội đuôi vậy. Mình muốn có nhiều lúc mình cũng muốn biểu lộ cho người khác thấy là tôi đang bất đồng với người kia thế này thế nọ. Cho nên Pháp Hòa hay nói mấy chú nhỏ, có tài cỡ nào có mà không biết cách sống với nhau thì cũng không bao giờ cái tài đó làm gì được. Tài mà không có bạn, tài mà không có được cái người thương mình thì tài đó để làm gì? Mà nhiều người người ta không biết chữ, người ta không có học gì hết á, nhưng mà người ta sống rất dễ thương, người ta sống rất đẹp. Cái người đó sống không bao giờ mà người ta không có bạn. Ngày hôm qua Pháp Hòa về nghe kể là ở trong cái hội, trong cái lễ đường Phật, những người bà con bằng hữu đến thăm Bát Quan không còn chỗ ngồi. Có những vị lái xe vô phải lái vòng vòng đi kiếm bãi đậu xe chứ không có chỗ đậu. Nhiều đó thôi là mình sẽ hiểu rằng á, bác trai với bác gái bình thường ở cái xứ này đã sống với mọi người như thế nào. Thì cái đó là cái quả đó, nhà Phật gọi là nhân quả đó. Đó. Cái nhân họ sống như thế nào thì đó, khi người ta nằm xuống mình nhìn, không, ta không cần phô trương, ta không cần nói gì hết, chỉ cần mình nhìn vô cái đó mình hiểu được cái quả nó như thế nào. Pháp Hòa nhớ hồi xưa cách đây khoảng chừng gần 20 năm ở bên San Jose, sư bà chùa Đức Viên là sư bà Đàm Lũ, sư bà mất. Thì trước khi sư bà mất, sư bà di chúc lại là làm đám tang thật là đơn giản, và mua cái cổ quan tài cho sư bà không quá 300 đô. Sư bà dặn kỹ như vậy. Mà cuối cùng quý vị biết không, đám tang sư bà
Xưa nay chưa bao giờ có đám tang của một vị tôn túc nào ở hải ngoại mà long trọng trang nghiêm như đám tang của sư bà. Thì Pháp Hòa nhớ cái ngày mà ra cảm tạ đó, thì vị hòa thượng trưởng ban tổ chức mới nói đó, ban tổ chức có nhớ là sư bà dặn như vậy đó, nhưng mà xin lỗi sư bà là ban tổ chức không làm được. Điều này nếu muốn trách là phải trách sư bà. Sư bà đã sống như thế nào mà để cho mọi người thương mến đến đông đảo và vượt ngoài cái dự trù của ban tổ chức cũng như ước nguyện của sư bà. Muốn cổ quan tài chừng 300 đô thôi, rốt cuộc nhà hoàng tặng cho sư bà cái quan tài luôn, tặng một cái quan tài bằng gỗ bình thường đẹp. Cho nên nhiều khi mình không phải mình muốn, nhưng mà cái nhân mình sống, cái quả nó tự đến. Cho nhiều khi mình sống mình làm việc gì cha không cần phải đặt vấn đề, anh phải làm này anh nhớ nha, không cần, cứ làm hết lòng, sống hết dạ. Ở đời ta kêu là sống cho đẹp, mà khi mình sống đẹp rồi mình chết cũng đẹp nữa. Mình chết đẹp là gì? Mình mỉm cười, mình đi mà không có gì lưu luyến hết, tại vì mình đã sống trọn vẹn. Cách đây chừng 2-3 tuần, trong một cái buổi Phật sự ở xa, thì có một vị Phật tử liên lạc nói là: thầy ơi, bây giờ bà cụ đây rất là thương quý thầy, mà từ nào giờ bà chưa được gặp mà giờ bà sắp mất, thầy nói với bà vài lời. Thì gia đình mở cái phone, mở speaker lên cho Pháp Hòa nói chuyện với bà, mặc dù Pháp Hòa với bà chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà cái lời nhắc nhở của Pháp Hòa: bà đã sống trọn vẹn hết tất cả những gì bà sống cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho con, cho cháu. Bây giờ bổn phận của bà đã xong, duyên của bà đã mãn. Nếu đến lúc bà đi, bà cứ đi cho nhẹ nhàng, không có gì lưu luyến hết. Mình biết rất rõ, thân này có được tạm xài mấy mươi năm thôi. Hết mấy mươi năm rồi, cái thân này phải bỏ. Thưa đại chúng, là nhiều khi mình thấy cái máy nó còn bảo đảm hơn mình, tại nó có cái giấy guarantee, còn mình không có. Mình đi mua cái tivi còn nhận được cái giấy 2 năm guarantee, mua cái tủ lạnh 5 năm guarantee, còn cái thân này không hề có guarantee. Sống ngày nào biết ngày đó thôi, chứ con không biết được ngày mai. Vì vậy cho nên mình không biết được cái guarantee này, thì tại sao mình lại làm chi mà cho mọi người xung quanh ta buồn ta khổ? Dũng thân cho đúng. Ở bên Việt Nam mình có một vị tổ là một vị vua, tức là vua Trần Nhân Tông. Ngài có làm một bài thơ như thế này: thân như hô hấp tỷ trung khí, tế tự phong hành lãnh ngoại vân, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xung. Bây giờ Pháp Hòa tạm giải thích bốn câu này. Thân như hô hấp tỷ trung khí, có nghĩa là cái thân này nè, nó giống như cái hơi thở trong lỗ mũi vậy đó. Bây giờ quý vị kiểm có phải không nè, thở vô thở ra, thở vô thở ra, mà hễ mà nó ngưng một hơi thở là sao? Đời mình xong. Cho nên cuộc sống này á, nếu mà nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu là cả một sự vay mượn. Uống nước mượn, 2 tiếng sau trả. Trả vừa xong ra cái mượn trả. Vậy thì uống cũng là mượn trả phải không? Rồi mình ăn nè, ăn vô mấy tiếng sau trả. Trả ra cái mượn, ăn cũng mượn, uống cũng mượn, thở có mượn không? Mượn luôn. Mượn hơi thở vô, trả hơi thở ra, mượn trả, mượn trả. Mà lúc nào nó thôi hợp đồng ngưng, không mượn không trả gì nữa hết, nó nói thôi cái này cuối cùng nghe, hít vô cái không trả ra được quịch luôn đi. Thì vì vậy thì hơi cuộc sống của mình là gì? Thân như hô hấp tỷ trung khí, cái thân này chẳng qua là một hơi thở ngay lỗ mũi thôi. Rồi thân tự phong hành lãnh ngoại vân, cái thân này nè nó giống như một đám mây trên bầu trời, mà gió thổi tới một cái thì cái đám mây này nó làm sao? Tàn, mỏng manh lắm. Quý vị thấy ha,
dầu thơm cũng để lên nè, son phấn bao nhiêu hộp nè, ô cha ăn mặc đủ kiểu hết, tranh giành đủ thứ hết. Tới hồi nằm ngay đó để vô trong lò, bấm nút 6 tiếng đồng hồ sau bưng ra còn nhiêu đầy đó. Mình cũng đi thể thao thể dục, mình làm cho đủ thứ hết. Rồi bây giờ mình dành thiệt là lớn. Có nhiều người mua một miếng đất, những cái người nhà giàu người ta rất đất rất là nhiều, nhưng mà cũng 3 tấc thôi, không có hơn được. Ngày xưa có một ông quan, ông vua chứ, ông mới nói bây giờ ở giang sơn này của trẫm, mà bây giờ trẫm muốn lớn thiệt là lớn luôn, ít quá trẫm chịu không được. Thôi bây giờ trẫm sẽ phóng ngựa, đi tới đâu là ông muốn đất của lãnh thổ của ông tới đó. Đi 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 riết cái năm này qua tháng nọ. Có một ngày nọ con ngựa mà nó cởi ổng, nó quỵ xuống nó chết. Rồi cuối cùng ông vua ổng cũng quỵ xuống nó, ổng chết. Cái sẵn tiện ta đào lỗ, ta chôn ngay chỗ đó luôn. Thì qua câu chuyện thấy là một ông vua, ổng muốn chiếm lãnh thổ đất, ổng muốn là đi tới đâu là đất phải thuộc về ông. Nhưng mà thật sự cuối cùng cái đất mà ông sử dụng để chôn cái thân thể là bao nhiêu, chỉ là một cái lõm chỗ đó thôi. Thân như hô hấp tỷ trung khí, thế sự phong hành lãnh ngoại vân. Sự đời này nó chẳng qua như một đám mây, gió thổi tới thì tan. Quý vị thấy hai câu đó nó diễn tả rõ cuộc đời của con người mình rồi. Câu thứ ba: đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú. Chim đổ quyên á, nó kêu lên và nó nhắc nhở mình đừng có quên cái vầng trăng sáng. Ở đây có hai ý. Một, cái người mà sống mà biết thưởng thức những giây phút hiện tại á, thì tại sao lại quên những vầng trăng sáng? Tại sao những quên những làn gió xuân mát? Tại sao lại quên những cái khóm hoa trước cửa nhà mình? Cho nên nhà thơ Quách Thoại đó, ông đi ngang cái hàng thực dược bao nhiêu năm trời, ông cũng thấy nó bao nhiêu năm nay mà có bao giờ ông tận hưởng nó đâu. Tự nhiên một ngày nọ ông đi ngang cái chậu, cái vườn hoa thực dược đẹp quá chừng đi, làm cho ông phải thốt lên bài thơ: đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiễm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Ông nói lên cái hạnh phúc, cái niềm vui và cái đẹp của hoa thực dược mà mấy chục năm nay ông cũng thấy mà ông có thấy gì đâu. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiễm màu, bao nhiêu năm nay hoa thực dược nở rất đẹp, nhưng mà hôm nay mình mới thấy được cái mỉm cười của hoa. Em mỉm nụ nhiễm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Cho nên câu thứ ba mà ngài Trần Nhân Tông muốn nhắc mình đó: đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Đừng có để cái ngày xuân nó đi qua uổng như vậy. Hồi nãy ngồi Pháp Hòa nhớ cái bài thơ đó, chỉ có 5 phút trước khi ra đây, Pháp Hòa cầm cái viết, Pháp Hòa dịch cái bài này bằng thơ Thất Ngôn như thế này. Xé tờ lịch ở trong phòng, Pháp Hòa dịch cái bài đó: thân như hơi thở mũi ra vào, việc đời như gió thổi mây cao, chim quyên gọi nhắc vần trăng sáng, quên mất ngày xuân uổng biết bao. 4 cái câu đó Pháp Hòa dịch lại cái bài của ngài Trần Nhân Tông: thân như hô hấp tỷ trung khí, thế sự phong hành lãnh ngoại vân, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Mình để cho cái ngày xuân đi qua quên lãng vậy sao? Và Pháp Hòa đã lấy cái ý đó để mình dịch lại 4 câu này: thân như hơi thở mũi ra vào, việc đời như gió thổi mây cao, chim quyên gọi nhắc vần trăng sáng, quên mất ngày xuân uổng biết bao. Có một cái cô gái đó, cô tu cũng muốn thành Phật dữ lắm. Thì có một người mới hỏi: cô muốn thành Phật không? Dạ muốn chứ. Bây giờ có ai cho tôi biết chừng nào tôi thành Phật không?
Người ta mới nói với cổ là ở trên núi cao, trong hang sâu, có một bà tiên. Bà này tu hành và có thể báo cho mọi người biết ai chừng nào sẽ thành Phật. Trời ơi, cô đổ đường, cô leo lên tới núi đó. Cô vô lên tới núi, vô tới hang sâu gặp bà đó. Cô lại xuống, cô nói bà ơi, bà có biết chừng nào con tu thành Phật không? Bà hỏi con thiệt muốn biết không? Nói dạ con muốn biết lắm. Thì cô vừa dứt lời thì bà này hiện ra thành nguyên con quỷ sứ, cầm cái cây chổi đánh cổ. Bây giờ. Trời ơi, cô tá quả tâm tinh. Và từ đó suốt cuộc đời cô cũng không nhớ gì hết, nhớ hai chữ bây giờ thôi. Thì cái câu chuyện nó muốn nhắc nhở chúng ta, thành Phật là thành gì? Bây giờ nè. Thành Phật là ngay bây giờ nè. Nếu mà đại chúng ngồi đây với Pháp Hòa mà đại chúng vui, đại chúng hạnh phúc, đại chúng bình an là đại chúng đã có sự sống trọn vẹn rồi. Mặc dù trời đang lạnh như thu mà lòng mình vẫn là mùa xuân. Cho nên các vị thiền sư nói trong lòng ta đâu có khi nào mà không xuân. Xuân vắng hay không khi cười đùa thay giận dỗi, xuân vắng hay không khi rạng ngời mắt và môi, xuân vắng hay không khi không hờn ghen tức tối, xuân vắng hay không khi biết vui sống trong tình người. Xuân đâu có vắng đâu. Mùa xuân không bao giờ vắng nếu lòng mình vẫn vui vẻ, vẫn an trú. Cơm nước tương cũng ngon, rồi ngày mai á cơm sườn cũng ngon. Cho nên cái người hạnh phúc là sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương. Hồi nhỏ mình thấy hát vậy đó, quý chú có nhớ cái bài đó không? Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương, đời lên hương. Cuộc đời nó vậy đó. Có một người đã đến gặp thiền sư Triệu Châu. Hay, bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải cho con biết con đạo là gì không? Thay vì hòa thượng trả lời, lòng của ông nói uống trà đi. Cậu ơi, con cũng uống trà. Ông nói tiếp uống trà đi. Có đôi khi mình uống trà mà uống trong quên lãng, uống trong suy nghĩ, uống trong lo lắng, uống mà không biết thưởng thức mình uống cái gì. Nhiều khi ăn rất là đồ ăn rất là ngon nhưng mà không có thưởng thức. Tiếng Hán gọi là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị gì của nó trời. Có một cái chú tiểu á, đang đi thì người thầy gặp. Ơi, con đang đi đâu? Thì cái người đệ tử mới nói dạ con đang đi đến trai đường. Trai đường tức là cái phòng ăn cơm á, con đi đến phòng ăn cơm. Cái người thầy mới trả lời, ta đâu có phải là không biết con đang đi, lên trai đường, mà hỏi cái này là cái gì mà đáng nói nữa. Thì người đệ tử trả lời, con đang đi đến trai đường. Hỏi con có thật là đi lên trai đường không? Nói dạ con đã nói là con đi lên trai đường. Thì ông thầy mới nói, con quả thật là đệ tử của ta. Mình nghe hai thầy trò nói chuyện vô duyên muốn chết. Tự nhiên rồi con đang đi đâu? Con đang đến trai đường. Mà ông vặn vẹo hồi cũng xác định là con đi trai đường. Cái này là một cái thuật. Đôi khi con người mình đó, mình đang muốn, mình đang làm vậy đó. Người ta hỏi một câu cái mình trả lời, mà ta hỏi một câu nữa cái mình giật mình trả lời chuyện khác. Thành ra cuộc sống của mình đó, đôi khi nó không bình thường là vậy. Cho nên Đức Phật đó, cầm một bánh nhánh hoa lên Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp ngồi mỉm cười với Phật. Tự nhiên có mấy ngàn người ở dưới, what's going on, what happened, chuyện gì xảy ra. Tới cần hỏi ra thì sao? Đức Phật thấy hoa đẹp, Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp thấy hoa đẹp, Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp cười theo Phật. Thế thôi. Mình không phải là người thưởng thức cho mọi thứ. Chuyện gì vậy? Hai người nhìn nhau cười cười, tôi nghi quá. Có chuyện gì vậy? Thành thử con người mình không có sống đơn giản là tại vì mình cái đầu, tại vì mình lúc nào cũng phải có vấn đề. Tại vì trong đầu này nhiều vấn đề lắm. Rồi cuối cùng kể đại chúng nghe. Con cái ông đó, ông đang đứng trước cửa chùa Hải Đức, ông đứng chơi vậy. Ba người ở đằng sau lù đù đi tới. Ông đứng làm gì vậy ta?
Ông thứ nhất nói chắc mất gì kiếm gì. Ông thứ hai nó không có đâu, tôi thấy tướng này giống đứng ngồi đưa đợi ai. Ông thứ ba nói trời ơi làm gì có, chắc đứng hứng mát á. Thôi đâu, một người đứng mà ba người đoán. Rồi cuối cùng ba người này phải đi tới hỏi cái ông đó: Chú đứng đây làm chi vậy? Thì tôi đứng đây thôi chứ có gì đâu hỏi. Quý vị thấy không? Tại vì mình luôn luôn á, không khi nào mà đứng như vậy. Đứng như vậy phải có vấn đề, tại vì trong đầu mình lúc nào cũng có vấn đề. Cho nên mình nghĩ ai cũng phải có vấn đề. Có nhiều khi người ta gặp mình ta nói anh khỏe không anh, vậy thôi á, mà đi vô trong nói sao bữa nay tốt vậy ta. Quý vị thấy không? Thành thử ra cuộc sống của mình là mình lúc nào cũng phải có vấn đề. Rồi mình không có nhận người ta bình thường vậy. Rồi cái nhiều đấy, nay có chuyện gì không, tự nhiên gặp tôi chào. Nó khổ một cái là khi người ta không chào mình, ta nói anh đó, sống biết gì chứ. Gặp mà không chào hỏi, mà người ta chào hỏi thì bắt đầu đặt vấn đề, tại sao hôm nay chào tôi. Thầy nói thưa đại chúng là ở đây Pháp Hòa chị muốn thưa là thật sự con người mình á, ai rồi cũng sẽ đến một cái ngày mình ra đi, rồi là chết. Nhưng mà mình có thấy rằng từ cái sống với cái chết có quá nhiều rắc rối. Mà nếu nói đúng là con người mình hai chữ à, hỏi sống để làm gì? Sống để rồi chết. Nhưng mà cái khoảng giữa sống chết quá phức tạp. Thật sự con người mình hàng ngày nè, ăn, mặc, ngủ, đi vệ sinh. Bốn việc đó thôi. Ăn, mặc, ngủ, đi vệ sinh. Mà quá trời rắc rối. Ăn cũng rắc rối, ngủ cũng rắc rối. Ngủ phải giường loại gì nghe, nệm loại gì nghe. Rồi mặc rắc rối không? Thậm chí đi vô bên kia cũng rắc rối nữa. Cũng là một cái nhà vệ sinh đi để xả cái tạp dơ thôi. Mà phải đủ thứ chân bài, phải kiểu này, phải kiểu nọ. Và thậm chí để giải quyết và để làm cho con người mình ngồi trong đó mà thưởng thức. Làm những cái kệ gác những cuốn báo. Vô trong đó vừa ngửi vừa đọc báo. Rồi bắt đầu để cho mình thưởng thức hơn nữa, chế ra những air freshener. Đủ mùi hết. Thật ra mình bị nó lôi. Chứ cuộc sống vốn là đơn giản. Nhưng mà con người mình đó, thật sự là mình rất đơn giản. Cuối cùng mình ngon cỡ nào đi nữa ha, mà cuối cùng mình nói thôi no rồi không ăn nữa. Giờ con cỡ nào đi nữa mà cái bụng no là không cách nào để vô được nữa. Và cái lúc mà mình đói thôi là thôi, không có cái gì mình tha hết. Cho nên ở đây á, hôm nay thật sự buổi chiều hôm nay là không có cái chương trình sinh hoạt Phật Pháp nha. Do cái duyên là Pháp Hòa về đây để lo tang cho bác Quang. Rồi đại chúng sắp xếp thì chúng ta có một buổi nói chuyện. Thì Pháp Hòa chỉ muốn mang một cái đề tài rất là phổ thông trong cuộc sống của mình. Đó là sống chết. Chết thì thôi nhiều chuyện để nói rồi phải không? Chết cũng đâu yên đâu, đủ thứ hết. Và ở đây mình nói cái sống thôi. Tại vì sao? Sống mình rắc rối rồi. Và đôi khi ấy, trong cuộc sống của mình á, mình ít có khi nào mình sống nó đơn thuần. Chính vì mình không sống không đơn thuần cho nên mình rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như Pháp Hòa hay ví dụ vậy, người ta để trong những cái form, những cái đơn last name 30 ô, first name 30 ô. Mình họ Hồ, họ Đỗ gì đó, đi ô là đủ rồi. Tôi nghĩ là có chuyện gì nữa đây chứ. Last name mình mấy chữ thì mình điền mấy chữ, nhưng thấy mấy ô trống là không bao giờ. Mình nghĩ phải có chuyện gì nữa đây. Thành thử ra chính nhật mình hay fill up những cái ô đó đó, cho nên mình rắc rối cái chỗ đó. Thì qua cái buổi nói chuyện này, thật sự ra còn rất nhiều chuyện để mình nói, nhưng mà thời gian của mình không có nhiều, thì mình chỉ nói gọn lại để mình lấy được những cái ý chính mình sống thôi. Phật dạy mình đó, hãy sống với cái thực tại. Ngay cái thực tại nó cũng liền thành quá khứ. Ví dụ Pháp Hòa nói alo thì chữ alo liền thành quá khứ. Cho nên hiện tại không nắm bắt được. Cái quá khứ là cái đã qua, cái tương lai là cái chưa tới. Và con người chúng ta không hề nắm bắt được cái gì cả. Quá khứ, hiện tại, vị lai.
Bởi vì cái gì nó hiện tại nó liền thành quá khứ. Chờ ngày xưa có ông bà cụ á, à, một ông thầy chứ, đi tới một cái tiệm ăn, kêu bà chủ, nói bà chủ ơi, cho tôi một món điểm tâm. Bà chủ là một người thấm sâu đạo mà, bà ra bà hỏi vị thầy, thầy trả lời được câu này, con đãi thầy free. Xin hỏi thầy, quá khứ tâm không thể nắm, hiện tại tâm không thể nắm, vị lai tâm không thể nắm, ba tâm không thể nắm, vậy thầy muốn điểm tâm nào? Tại vì ông thầy kêu cho tôi món điểm tâm. Thì bà già bà hỏi giờ bà, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai cũng không thể được, ba tâm đều không có, hòa thượng muốn điểm tâm nào? Thầy chơi giới. Không, thành thử ra thưa đại chúng là ở đây chỉ muốn nói là cái hiện tại cũng có nắm bắt, mình cứ sống nó vậy thôi. Và cái gì nó vừa xong là nó sẽ trở thành quá khứ. Và chính vì mình hiểu như vậy cho nên đừng đem cái gì của khổ đau của quá khứ trở lại. Tại vì cái gì đã là khổ đau rồi thì đem trở lại cũng là khổ đau tiếp. Rồi thậm chí rất nhiều niềm vui của quá khứ mang ra so với bây giờ. Trời ơi, tôi nhớ cái hồi ổng mới quen với tôi, ổng dễ thương lắm, ổng đâu có rắc rối vậy. Mình quên ổng bây giờ, nghĩa là tuổi cũng có thì tật nó cũng bằng. Tật nó lớn bằng tuổi mà. Thành thử ra rồi nhiều khi mình than, mình trách con mình, nhưng mà nhiều khi mình quên đó, con của mình đó, nhiều khi nó lớn cái xác mà nó chưa lớn cái tâm. Cái hiểu biết nó chưa lớn. Có nhiều người cái xác thì lớn, thân thể thì to khỏe, nhưng mà sự hiểu biết, cách sống rất là kém. Mình phải thấu đạt được như vậy thì tự nhiên mình ai mình cũng có thể mình hội nhập, mình ôm ấp, mình sống được hết. Chứ thí dụ bây giờ nói mình là một vị thầy, nhưng mà không có nghĩa lúc nào mình cũng được ăn trên ngồi trước. Có những lúc mình cũng phải đi xuống rửa chén, làm công việc nếu không có đủ người. Không, mình làm ba nhưng cũng có thể đôi lúc mình làm mẹ. Tại vì mình có thể nấu cơm cho con ăn, mình có thể cho con ăn cơm, mình có thể dỗ con ngủ, có sao đâu, đó là con mình mà. Thành thử ra một người cha mà sống được như vậy thì người cha sống rất hạnh phúc. Không, cái chuyện này chuyện của vợ, chuyện của mẹ, chứ không phải của mẹ nói, chứ không phải chuyện của tôi. Mình cũng có phần ở trong đó chứ. Thành thử vừa rồi á, Pháp Hòa đi qua bên Toronto làm lễ cho một cặp vợ người Việt, chồng người Phi. Thì trong cái buổi lễ Pháp Hòa cũng chia sẻ với mấy em như vậy. Một cái người chồng mà biết sống thì mình thấy mình với vợ mình là hai người bạn. Cho nên người Việt Nam mình á, cái lễ đám cưới á, vợ chồng phải lạy nhau một lạy, tượng trưng cho giao bái, phu thê giao bái, coi nhau như bạn, và chúng ta thường gọi là bạn đời. Vậy thì người bạn này không phải chỉ đến đây để phục vụ cơm nước cho mình, mà người bạn này chia sẻ ngọt bùi những nỗi niềm trong cuộc sống, chứ không phải đến đây để chỉ nấu ăn cho mình, để phục vụ cho mình. Đừng lầm như vậy. Mình đi tìm một người bạn đời mà, phải không? Chứ mình đâu phải đi tìm một cái người để mà gọi là phục vụ cho mình. Mà nếu người đó phục vụ cho mình thì chẳng qua người đó thấy được bổn phận và tình thương. Mà nếu mình nói bổn phận là nói vậy thôi, chứ không có gì là bổn phận cả. Mẹ là thương con, không có gì phải đặt vấn đề bổn phận. Con thương mẹ, thương cha là chuyện như vậy thôi. Thì chồng thương vợ, vợ thương chồng, và đã thương thì chúng ta chan rãi. Cho nên trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta chỉ cần nhận chân được cái đạo lý để sống thôi, sống hạnh phúc, sống an vui. Quý vị thấy không, một bà nữ hoàng, bà ngồi trên ngai vàng, bà thống trị một đất nước. Nhưng khi bà trở về mái gia đình của bà vẫn muốn bà là một người vợ bình thường, một người mẹ bình thường. Bà vẫn muốn có một cái gia đình yên ấm của bà. Chứ bà không thể nào sỉ vả hay là bắt nạt người nhà của bà được. Cho nên ở trên ngai vàng, ông vua ông cũng muốn có một gia đình của ông chứ, chứ đâu phải không đâu. Thì chúng ta vẫn hiểu rằng cái mái gia đình là cái gì nó rất cần trong cuộc sống.
Và cái sống nó đơn giản vậy đó, như uống trà, như ăn bánh. Thậm chí hỏi đạo là gì, ông thầy hỏi con có thấy cây tùng trước cửa không, cây tùng mọc rất đẹp mà con chưa thấy thì con hỏi chi chuyện đạo xa xôi. Có nhiều khi mình đi tầm sư học đạo rất nhiều, nhưng mà rõ ràng trước mặt mình một người thầy mà mình có thể mình học hỏi rất nhiều từ ở nơi người thầy đó, mình không học. Mình đi tìm hạnh phúc rất nhiều mà vợ mình hàng ngày nè tất bật lo cho con có cháu, đây là hạnh phúc nè, mà mình không thấy. Và chính không thấy được cho nên rốt cuộc sống trọn tới ngày chết luôn mà không, chưa nắm được cái chữ sống để làm gì và sống là chi. Mà cái người mình ta có được rồi, ngay từ nhỏ là người ta đã hiểu được cái đạo lý đó rồi, ta sống an lạc. Thôi thì mong đại chúng hôm nay qua vài câu chuyện nhỏ nhỏ chúng ta lấy để bỏ túi ha, làm hành trang trong cuộc sống. Và đơn giản như vậy thôi. Nhiều khi mình thấy người ta làm gì đó cứ nhận vậy đi, đừng đặt cái vấn đề hơn nó mệt mình. Thí dụ như bây giờ mình thấy lúc này gia đình nó làm sao mà nó khá dữ vậy, mình đi hỏi tùm lum rồi tìm hiểu ra rốt cuộc để làm gì, cũng vậy thôi. Người ta khá thì cũng xe người ta, nhà người ta, nhưng mình thích vậy đó, thích đi tìm nhiều vấn đề để cho nó bận rộn. Nhiều khi thấy lúc này người ta cũng đi chung, ê hai đứa nó có gì mà lúc này thấy đứa đi nơi vậy, ổ mắt mới cái mình. Nếu mình là người thân, mình quan tâm hạnh phúc của họ, mình hỏi thì khác. Còn mình biết rằng từ cái tâm niệm mình muốn tìm tòi để mình gì đó thì nó làm phiền cuộc sống của mình thôi. Và mình không có đủ thời gian để làm những việc đó đâu. Đó. Như là một cái người đặt với Đức Phật một câu hỏi, con người này từ đâu đến, chết đi về đâu. Hôm nay Phật không trả lời, con nghĩ tu con không tu nữa. Phật mới nói, hồi ông đi tu ông có đặt điều kiện với tôi không? Nói dạ không. Thì hôm nay ông cũng đừng đặt điều kiện với tôi là ông có tu hay không, phải bắt tôi trả lời câu hỏi này. Nhưng mà để tôi ví dụ cho ông nghe. Nếu ông đang ngồi đây, có một mũi tên từ đâu bắn tới, tôi thấy ông xỉu sắp chết, tôi nói để tôi chở ông đi bệnh viện băng bó, ông nói dạ khoan, xin Phật hãy cho con biết ai là người bắn mũi tên này, và mũi tên này bắn từ đâu, mũi tên này làm bằng gì, và người đó thù hận gì với con. Phật mới nói, ông nghĩ rằng ông có đủ thời gian để tìm hết những chi tiết này không, hay là ông cho tôi đi chữa bệnh ông liền. Ông nói dạ con phải nhờ Phật chữa bệnh cho con liền, tại vì con sợ chưa biết hết câu chuyện là con đã chết mất rồi. Phật nói cũng như thế, mỗi chúng sanh ta bị một mũi tên của tham, của sân, của si, nó đang bắn vào người mình. Hãy tìm mọi cách chữa lành cái độc tham sân si đó. Còn cái chuyện trái đất này ai tạo rồi mai mốt nó nổ nó đi về đâu, mình không có đủ. Thí dụ như có ngày nó nổ mình cũng đủ sống để chờ đâu. Cái hiện tại là chúng ta đang cần lo là tham sân si. Mà ngày nào còn tham sân si ở trong lòng mình là ngày đó còn địa ngục. Cho nên hỏi địa ngục ở đâu? Địa ngục ở nơi mỗi chúng sanh. Tại vì chúng sanh còn tham, còn sân, còn si là chúng sanh còn có địa ngục. Cho nên nó địa ngục không ở trong lòng đất, mà cái chữ lòng đất mà kinh điển muốn nói chính là ở trong lòng cái đất tâm của mình, chứ không có đâu xa hết. Chúc đại chúng có một đêm an lạc và tìm ra cái... tìm ra được cái chữ sống cho chính mình. Rồi xin đại chúng chúng ta dừng ở đây. Ngày mai theo chương trình thì mình sẽ làm lễ an linh cốt của bác ha. Rồi sau đó Pháp Hòa sẽ đi về Saskatoon để có lễ Vu Lan ở dưới đó. Rồi sáng Chủ nhật Pháp Hòa sẽ trở lên để cùng đại chúng làm lễ Vu Lan ở đây. A Di Đà Phật. Rồi quý vị xả chân trước khi đứng dậy.